Có một trò khá hay nha mọi người nha, sẽ thử bắt tất cả mọi thứ bằng con lồng này. Đầu tiên anh em mình sẽ test với lại thử với chuồng gà nhà mình ở đằng sau kia nhá, xem là có bắt được gà ổn không. Đây là một chiếc lồng bẫy mèo nha mọi người nhá. Anh em mình thường hay đi bẫy chuột, bẫy kia gọi là con gì to to ấy. Đấy. Chuyên gia đi mua cái lồng này nhá. Không phải là mọi người bảo là đi bẫy mèo đâu, tại vì em mình cũng quý mèo lắm. Cái lồng này là lồng chuyên là... để con chuột vào ấy. Xong rồi bắt đầu cho con chuột nó trú vào đây, bắt đầu để cho chó nó tập ấy. Chó nó cứ ở xung quanh, nó không cắn được chết con chuột ấy. Thì con chó nó ăn, nó tập thành con chó săn ấy. Chứ mọi người lại chơi hiểu nhầm là anh em mình chuyên bẫy mèo. Anh yêu mình ơi, cứu mèo đây. Yêu mèo như con. Đấy. Bây giờ là mình sẽ test với lại con gà nhà mình trước nha, xem hiệu quả của cái lồng nó mình giữ cho tao cái lẫy. Đấy. Anh mình dùng cái lồng này để thử xem cái lồng này có thể bẫy được các loại gì. Ví dụ như gà. Chó thì chắc nhà mình chỉ có mỗi con chó con chứ không phải thử làm gì. Thử phát là sập được ngay. Đấy. Cái này nó đập kéo chết cho con ấy. Thế bây giờ thực là theo mình vào bẫy gà nhé, thử xem thế nào nhé. Bị em hả? Bị em bôi đồ đây, cầm lồng anh mắc vào đây hộ em. Thế thì tao bẫy luôn đi, còn cháu em chắc gà đâu. Anh không có kinh nghiệm đâu. Ôi dồi ôi, nhà mình rất nhiều gà. Chán gì ngoài gà. Anh ơi, bây giờ mình sẽ gọi là dạy cho mọi người một cách gọi là bẫy gà thông thái nhất. Đây là nồi cái gì cho gà ăn. Em sẽ giấu ở cái máng này đi. Đấy, máng gà sẽ chết đói. Phải vào ăn cái này của mình đấy. Thông minh không? Nó thèm gạo mọi người ạ. Bây giờ đi cho gạo đây. Dụ đi. Bả đấy. Bả nhé, bả đi. Đấy. Sau thì ra ngoài kia dìm để xem cái hiệu quả của bẫy lồng này nhá. Ngoài nhiều vào. Đến nó đến cả đàn mà. Thôi, đi ra. Ôi giời ơi, con này nó khôn lắm. Chắc mà đại ca cũng chuyên gia bơi gà của nhà thì chịt. Nó dám dén cực. Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà ấy. Thế nên anh em mình mà muốn thịt gà của nhà á, tầm để chơi bơi này, bơi sọc, bơi siêu các kiểu luôn ấy. Đấy. Thì bắt được gà, nên gà nó rất khôn. Mấy con gà này biết nói rồi đấy. Vào đi gà ơi. Gà vẫn đang rất khôn. Ông dần dần kiểu gì cũng vào đấy. Không chịu được xuống gà nó kìa. Tại vì gạo là nặng thế nhở. Ta không dùng được
bằng tay thì ta hãy sử dụng bằng chân. Trước là làm chuẩn rồi. Trời. Vừa đi vệ sinh cá mày đó. Chuẩn mà đấy à? Chuẩn mà nó không được à? Phát này em đánh nha, kiểu gì cũng được nha. Không được thì sao? Không được à? Cá gì không? Hả? Cá gì không? Cá luôn. Cá gì? Cá gì? Anh có gì để cá không? Đấy, được con gà nào tao cho mày con gà đấy, nếu mà nhớ nha. Ờ, nếu mà không được thì sao? Nếu không được á, thì lấy con gà này lấy. À ừ nhớ nhá, tao xuống nhà mày tao bắt nhá. À, không, em chọn nó. Hả? Em chọn. Ừ, cũng được. Ok. Chạy cá cược cũng bằng một con gà ta với một con gà trọi nhá. Nó mà sập trượt, nó mà không được. Một. Nó mà không được thì mình sẽ được một con gà trọi. Nó. Ừ, kiểu gì chẳng được, em đánh cẩn thận lắm, không đánh như anh đâu. Cái này á, chúc đầu vào lưu ấy. Đấy, cái lông của mình nó bé quá, cái cổ con gà nó cao hơn mọi người nhé. Hả? Được gà nướng luôn nhé. Mày thích làm gì là nướng mồm mày đấy. Chúng ta đi rồi. Vào. Vào mà. Để gì cũng vào. Phát trước nhé. Kể cả nó vào năm chỉ mới ít con chốt thịt của anh lắm. Em vừa dấp gạo và thịt em dính ra lại. Thịt đang dính gạo rồi. Chùa đi, mày cưng của anh ơi. Vào đi để anh thịt. Vào kia có một con đang vào rồi. Xong xong nó thịt rồi đấy, hai chỗ rồi, hai con luôn. Mày điên à, được thì được một con. Không, mang một con thôi. Không. Thế mày mà thua mày có mắc hai con cà chỏi không? Có. Phải không? Chơi một con thôi. Không, hai con. Chơi một con thôi. Không. Thả một con. Thả một con ra chơi bẩn đấy. À, không, không cả hai con mất. À, ta đây. Ơi, thế thôi. Một con của yêu. Thôi được, chơi phải chết. Giờ mình thua nhưng mà mình cá có một con đây cơ mà, có cá hai con đâu.
Tại vì nếu mà nó không bắt được mình có bắt hai con gà trọi của nó đâu. Đấy là thôi cho về cho nó làm gì thì làm. Còn tí bây giờ anh em mình sẽ sử dụng chiếc lồng này để thử bẫy một con gì đấy khác. Anh em mình thử bẫy bồ câu đây. Bồ câu khác thì gà. Không. Hai cánh giống nhau. Hay là chơi bây giờ đi bẫy rắn. Bẫy rắn á? Bẫy rắn bằng lồng này. Được. Lồng này cũng hơi khó bẫy rắn đấy. Bồ con cóc à? Bồ con cóc sống hả? À, hay là bẫy cá nhỉ? Bẫy cá? Ừ. Nhưng mà phải chỗ nào nhiều cá mới bẫy được cơ, cái bẫy này khó lắm. Chỉ cứ thử thôi, chắc gì ra đấy. Tí nữa, thôi con gà này anh em mình sẽ nhốt lại tí nữa. Nhốt lại anh em mình? Không có anh em gì hết. Gà là tao đấy. Em. Gà là tao đấy. Con này là của em rồi. Thôi được, cứ đi vào đây đã. Đây, đây. Đấy. Dạ em mời. Mang về. À, bây giờ anh em mình sẽ thử test cái lồng này, thử xem cá nữa, xem là có được không nhá mọi người nhá. Lồng nhà mình thì làm ao lắm, đập nó vỡ ra ấy. Thế nên tụ hết rồi đời. Nhiều lắm, người ta đi đánh kích cũng mình nhiều. Chuẩn bị sẵn một em gọi là chuột Mickey. chuột để dụ mèo tôm nhá mọi người nhá. À, mình sẽ đặt máy quay đây. Và anh em mình sẽ không ra khỏi cái vòng này với kia nhá. Để giả dụ như mình sẽ không cắt cái video này đi nhá. Mà mình có thể là tua nhanh. Giả dụ như nếu như mà may mắn mà được cá ấy, thì người khác còn tin. Còn nếu mà không được thì gọi là gì nhỉ? Không được thì thôi. Còn nếu mà được ấy, thì đấy, thì thế. Thế mình sẽ xin phép là cái video này nó sẽ hơi dài một chút. Nếu mà được cá thì mọi người mới biết là đấy, không lại bảo anh em mình lừa dối khán giả. À, mình móc con chuột vào. Em giữ rồi. Đây, giữ đi. Chơi hẳn con chuột. Con chuột này nó mới kích dậy mùi mọi người ạ. À. Nó mới được đấy. Anh cha cẩn thận nhá. Đấy. Mình sẽ thả nó xuống đây nhá. Ở khu này là sâu nhất và nhiều hờm. Ai ơi. Nhiều hờm nhất. Đấy, buộc nhầm chỗ. Anh bờ này nó cứ bị cà rồi. Mình sẽ không cắt ghép video này để nếu mà có lỡ được cá thì đấy nhá. Tí nữa mình sẽ lấy điện thoại đo dở luôn. Không phải, cá ở đây nhiều cá con nó hay đấy, nó sập thì cũng khả năng cũng cao phết đấy. Nhiều cá lắm. Quả lồng này thì vào. Sophie bằng này nhiều lắm. Quả lồng này mà vào thì chắc là cá không thoát được, nó còn có cả cái khóa nữa cơ mà. Đấy, buộc chỉ cần sập là có cá. Nó mới thò tay đẩn cái dây lên trên cái. Đấy, dây đẩn dây lên trên thôi, đấy, xỏ lên. Xỏ lên đây đây. Rồi ok. Test nó phải chuẩn. Giả dụ tí nữa anh em mình sẽ không ra khỏi cái vòng máy quay này để cho mọi người gọi là gì nhỉ? Vậy là mọi người mới biết là anh em mình thật. Đây là có cái vực nhá, bên dưới này là có cái vực nhá. Thế này đá cá nó tụ hay tụ ở những cái hơm này lắm. Thế nên là em mình rất cẩn thận. Đấy. Cả những nhà của anh ơi, nó muốn chập ấy. Cá chịu nhỏ. Bây giờ sủi tạm lên rồi. Bắt đầu đến bù là chùi tăm rồi. Chưa. Đấy. Đồng lắm. Đấy. Thôi để đây. Bây giờ bắt đầu ngồi chơi thôi. Tính giờ cái nhá. Đây. Bấm giờ cho mọi người xem luôn chứ. Bắt đầu này. Đây. Mình vừa bắt đầu nhá. Vừa được 3 giây thôi nhá. Tí nữa. À đấy. Không quay được màn hình nhỉ? Không được, điện thoại này không quay được màn hình. Lấy điện thoại của em
À cũng được, tí nữa sẽ cho mọi người xem cái kết quả là được nhá mọi người nhá. Không biết là mình ở trên này mình không biết là cá nó ăn nó có kêu cả bắt không nhỉ? Ở dưới nước nó khó nghe lắm. À đấy, quên, phải cho mọi người xem một cái nữa là ở dưới này không có ai nhá. Không không lại bảo anh em mình cho người xuống đây để bắt cá. Lỡ mình mà được cá thì đấy, đấy nhá. Nobody nhá. Nobody là cái gì? Không có gì. Đấy nhá. Đó. Rồi, tất cả đây nhá. Không có gì nhá. Đấy. No nobody. Không có người nhá. Đấy. À. Quay lại chỗ cũ. À. Làm ở đây làm một giấc đã xem cá bao giờ nó đến. Rồi, ok. Mình sẽ nằm ở đây một giấc nhưng mà cá ăn nó. Chúng mình ngủ mơ thôi. Sao mình chơi kìa không? Chơi gà, gà phả nhau không? Không, anh vả đau lắm. Chơi. Cho mày vả, tao búng tay. Không, búng tay đâu. Cho mày búng tay, tao búng tay. Không. Thế búng đâu? Búng mông? Búng bụng. À ừ, búng được. Đó. Anh thử búng em đâu? Đó. À không. Đó, thử búng cái. Lấy con gà chọi ở đâu? Này, ừ. Nếu mà thua bị lấy con gà chọi ở đâu? Ừ, ok, đây ok. Rồi. Ok. Đây rồi. Hãy chọi vào tay cũng được. Để em đi tìm hả? Ừ. Anh tuổi gì? Không được ra khỏi khu vực máy quay nhá. Ok, em chọn gà. À. À. Đây là những con gà kia nhá. Ui. Đấy, không biết có thấy mình không nhỉ? Gà chiến, gà chiến. À, ôi giời ơi, à. Gà chiến. À. Nào. Ok không mọi người, có thấy hết khung cảnh đây không? Nào đây nhá. À. Mày... Bữa đầu em mang con gà tre chín nó. Kìa, ờ này nhá, thua phát là bị vụt lên đầu nhá. Gõ đầu luôn. Ờ, gõ đầu luôn. To thế, này, đây là mày cầm cái này thì chơi cái gì? Chơi bẩn á? Nào. Đấy. Cái dùng con bình thường và tầm thường này. Đó, ok, đó. À. Mày vụt trước hay tao vụt trước? Em vụt trước. Mày vụt xong nếu mà tao đứt thì tao cũng được vụt mày một phát, nếu mà đứt là hòa. Ừ. Đấy, còn... Thế đứt là hòa? Tức là một đều, hiểu không? Nếu mà một không thì mới thắng. Đứt là đứt, không à, đứt là vụt luôn à? Đứt là vụt luôn. Ờ, thì tao làm trước. Không. Hả? Chắc em làm trước ấy. Ờ, chắc em làm trước. Nhưng mà... Những cái nhị gì? À! Ôi, chưa gãy. Chưa gãy à? Được rồi, thò cổ ra nhanh lên. Cầm chắc vào chứ bẩn đấy. Tuột tay ra là mày bị thua luôn đấy. Không. À. Im, nhắm mắt. Thôi thua phải chịu. Tao thua mày một con gà lúc vừa rồi là tao cũng phải chịu đấy nhá. Đâu. Nhẹ rồi. Thì anh thử không có đầu anh chơi rồi chứ. Ok. Chơi. Anh sợ. Này, chơi phải chịu nhá. À. Ê. Anh chụp được tay đi. Cái gì? Anh. Ui. Ui đau lắm. Ui ơi. Ui là chúa. Mày thấy gà xin lỗi bao giờ chưa? Quẩy lên đó. Đấy, quẩy.
Đấy, phải. Nhưng mà xin lỗi, tay vẫn được, phải được nghiêm. Ờ, vẫn là nghiêm. À. Đầu nó khôn lắm rồi. Đầu nó khôn lắm à. Trời bật. Mày. Đánh vào ngay à. Sát thế. Đau không? Đâu? Nào. Đâu đó? Ăn thử của anh đâu? Đâu đó? Đến lượt em đập mà. Tao? Em! Em đập mày vừa đập vào đầu tao xong. Đấy là anh gây. Mày lại anh... Vâng. Đâu? Không đúng. Đấy thì ra đi. Chắc. Ai? Không, này. Không chơi bẩn nhá. Thì... Dạ em có lỗi anh. Lỗi cứ. Không biết. Không, không chơi, không chơi kiểu đấy nữa. Không chơi kiểu đấy nữa. Thế thì em đập cái á. Rồi. Giữ yên là được. Không chơi kia nhá, không chơi gập này xuống nhá. Ok. Chơi gặp là này, này. Chơi gặp là tự thua. À, giải thích nhỉ? Mấy con này gà gô. Gà chiến này. À. Nhanh. Mới làm gì đấy? Ui. Ui. Quăng ta cái vòng, quăng ta cái vòng, ta cùng quay vòng tròn. Ui, đập gãy cả gà luôn. Nào. Đấy là anh đập em gãy đấy. Nghĩ rồi. Bẻ vào cái dươm này đi. Dươm gì? Đây là đây. Đây là không chợ. Biết. Trông gà trông cựa. Ở đây của em còn gà này. Không. Đầy cựa dài không. Gà già. Không già. Cựa dài. Già thì phải cưa. Bịt thôi. Bịt cựa lại thôi. Nào. Đấy. Quay đâu này lên. Sao yếu đấy nhỉ? Mày nè. Mày nè. Mày. Quay đầu đây. Đầu lắm à. Đầu lắm à. Chơi bẩn, chơi phải đàng hoàng nhá. Này, tao sẽ cho mày một con gà thừa đấy. Thèm. Thèm không thèm nhá. Con đấy tao thề mày tao gõ phát đứt. Này. Đâu gà thừa đâu? Gà thừa của tao đấy. Đấy, cho em con này. Con đấy tao gõ phát chết. Đó. Nào. Này. Rồi, đây. Một vải. Trắp mốc. Này. Đấy là tuột, anh chắc mạnh quá nó tuột rồi. Rồi được. Chứ mày em thả. Rồi nhá, lại bảo tao chơi bẩn. Mày bưởi. Nào. Chơi bị thực tế đàng hoàng. Nào. Ngó ngó chứ gì mà ngó ngó. Cúi đầu xuống. Cá ăn cứt đấy. Không có cá ăn. Không chơi nữa. Vừa có 15 phút. Cá ăn rồi. Không. Thế ăn thử chứ. Hả? Ăn thử chứ. Không phải thử. À. Thử cũng phải gõ một cái à. Nữa. Nào. Hả? À. Hả? À. Để anh sang đây. Đó. Hả? Ây. Ây da. Mày. Không. Thử về vụ này. Này.
Đây. Ôi, rơi vô đi đâu? Thua rồi, thua rồi, chịu đó. Ăn rồi. Ăn cứt. Lâu lắm rồi. Nhanh, chơi tiếp. Em con. Hả? Nào. Hay là chuyển đâu? Hay là chuyển chỗ đây nhỉ? Ừ. Chỗ này em nghe chẳng cần thi thế nào. Không phải chỗ này cả thi đấy, nhưng mà anh em mình lại ngồi nói chuyện to quá. Không biết là có được không? Thì chuyển lên đầu nguồn cơ. Đầu ngọn ấy. Nhờ. Không, cứ để đấy. Thôi để chuyển lên đầu ngọn đấy. Hả? Chuyển lên đầu ngọn. Ê, để... chuyển lên. Chuyển không chơi nữa. Chuyển tiếp. Ờ. Chuyển tiếp. Không được đâu, chăm. Hả? Mắc đá. Kéo kéo mắc đá thế. Ui giời ạ, kéo đứt dây. Nhẹ mắc đá rồi mà, nặng lắm. Đây, mắc rồi. Mắc đâu đây? Mắc rồi. Thật sự nhá, từ, cái điện thoại đâu rồi? To mà cũ luôn này, dài nhờ. Dài kinh điển. À, vừa có 28 phút nhá mọi người nhá, đúng 28 phút nhá. Đây, mọi người thấy thấy kia chưa? 28 nhá. Đó, nó con cá này là con cá chơi hay cá nheo hay cá lăng. Ui. Đây này, cái lồng của mình khi nó sập xuống như thế này là cái khóa này nó sẽ vào đây và cá nó sẽ không ra được nhá. Ôi đúng cái bọn ăn tạp này. Đó đấy nhỉ. Ui hay là cái môn này của mình kích thích nhỉ. Ui đó đấy. Ui ai. Bơi đi đâu? Bơi đi đâu? Nào. Đó nhỉ. Nào im. Nhưng mà nó đánh phát của anh phát rồi. Ây à, rất là khỏe. Đi em cầm chủ ra. Hả? Cầm chủ ảnh. Đây, cầm phải cầm thế này. Đi chuồn á, cầm phải cầm thế này, nó mới cầm được. Ui chà. Chắc con này là thọ lâu lắm rồi, mình kích nhiều lắm rồi đấy. Ở đâu là mình hay bị người ta kích. Quá khiếp luôn, dài chưa. Mọi người thấy kia chưa, kinh điển chưa. Con này phải đến 5 cân mất. Con này phải 10 cân. Thật sự là mình không ngờ được luôn nhá. Mình nói từ lúc nãy là mình không cắt video không kia và không... Đây đây, phải cho mọi người xem lại một lần nữa lại không... Em chả biết là nghĩ được con này đâu, chỉ nghĩ được con cà rô rồi. Đây. Đây nhá. Không có gì nhá. Nobody nhá, đây. Tất cả mọi khung cảnh xung quanh đây này. Đây. Thấy chưa? Mình không nghĩ là... Đây. Mình không nghĩ là được con cá này đâu. Con này có tai này. Ui, con này làm dâu nhỉ. Đấy. Ui, chà, chà. Mình không nghĩ là được con cá này luôn ấy. Kinh khủng thật đấy. Trời ơi. Ui, anh à. Ui. Mang con này bị mù một mắt. Mang về đây. Nướng luôn. Mang về. Nướng luôn. Lên đây nướng luôn. À, video này sẽ hơi dài một chút để cho cái tính chân thực của video nó chuẩn nhất nhá mọi người nhá. Mình sẽ để thật là dài luôn. Đấy. Wow. Con này chắc nước luôn. Thật này, sự chắc dài lắm. Không thể ngờ luôn nhá. Đi, nướng. Đi. Đấy, cầm lồng đi. Úi trời ơi, anh em mình quá đỉnh luôn. Và sẽ nướng riêng mẻ với lại sẽ dùng cái lò hôm nọ nhá mọi người nhá. Nướng theo kiểu cổ truyền ngày xưa ấy, nhưng mà ngày xưa là cắt khúc ra và bỏ vào lá chuối xong vùi vào bếp than ấy. Còn hôm nay anh em mình chơi cả con luôn. À, cho nó máu. Chơi cả con vùi lá chuối xong rồi vùi than xuống, vùi vào than. Chơi lớn à anh ạ. Đấy,
thật là bất ngờ và là thật là tình cờ vì mới bắt được con cá này, đúng là may mà hôm nay là mình thì bảo là đấy ngồi chơi gà cùng chọi gà cùng Mao Đệ đấy, chứ không lại bảo anh em mình đấy đi vào ăn đi vào mày lấy con dao mày đấy, đấy không. Mày lấy con dao mày cứa à đó cứa cả lấy cái này ôp vào ôp vào phát đã ôp vào phát. Đấy. Cho một lớp than xuống trước anh em mọi người nhá. Rồi. Nhặt nhặt ra cái củi ra. Xong rồi bắt đầu cho cá vào. Và bắt đầu lớp than lên trên. Lớp thứ hai. Ấy da, bắt đi đây. Cua nhau. Vế cá xuống. Ây da, bằng như kiểu sang đưa bài khập à. Ui, nhìn nó dài nhờ. Dài kinh củng. Anh cây thêm không? Dắt thêm không? Dắt thêm một hàng không? Đấy. À được, vẫn được, vẫn được. Ok. Xà, hơi đỉnh đấy mọi người ạ. Quả này à, anh em mình không biết là có thành công hay không. Không thành công thì cũng thành nhân. Gọi là hôm nay bắt được con cá này gọi là thành công ngoài sức tưởng tượng rồi. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Quả này chỉ đợi nó chín thôi là chén. Đấy. Đợi nó chín là chén. Làm cái món này nhàn đấy nhỉ. Quá nhàn luôn. Ok. 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 Đấy, bây giờ chỉ đợi thôi nhá. Than rất là nóng nhá mọi người nhá. Nó đỏ dần là tí nó tàn là gió nó tàn là anh em mình sẽ khui hàng thôi. Vứt đây. Đi lượn. Đi. Chúng đặt bẫy tiếp, bẫy cá tiếp. Wow. Ui, thơm này anh ơi. Nghe có chắc vẻ chắn là chín rồi đấy. Nghe có vẻ khá là hấp dẫn đấy mọi người ạ. Xà. Bây giờ thế này nhá. Ngon lắm. Giờ cầm được. Cầm hai cái thanh sắt. Tao sợ là không nhấc được nó lên đấy, nó đứt đấy. Không đứt đâu. Khét cơ. Em cũng thấy mùi khét khét mà. Lúc nãy em bảo anh rất sớm thì không nghe. Mà sợ không chín. Đó. Ui dồi, ui dồi. Chắc không cháy đâu. Muốn ngon đấy. Ai bảo không chín. Bước ra đây. Nào, tránh. Nhiều kênh khô quá tải anh nhỉ. Vai. Cắt để kéo à. Bây giờ bắt đầu à khui hàng nha mọi người nhá. Ui trời. Ui tuyệt vời quá. Đỉnh nhá anh ạ. Ui đỉnh cao. Trời ơi. Ui. Thấy gì chưa? Nào. Ai bảo không ngon cứ vào đây. Bới hết vào đây. Đỉnh cao. À? Đỉnh cao. Ui đây. Chà, bây giờ làm sao cho ra mâm hợp lý được là ok nhá. Nhìn tí à. Là chú cháy rồi. Ui. Hết dầu luôn. Lắm mọi người ạ. Nào, mày cây mâm đi. Đây, để em cây mâm à. Ui, cây cả lá chuối này luôn. Phải hết sức. Ui, nóng. Nhanh. Ui, dạ. Vào lên chén đây anh ơi. Ta lăng. Ta lăng. Ta lăng.
lăng, tà 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 lăng, đi uyêu ơi bẩn đấy. Đi bây giờ thì anh em mình ăn cái gì? Lại còn nhảy múa nữa. Bẩn. Ngon lắm. Kèm vào chẳng ăn. Nước cống ấy. Không ăn, không ăn được mà. Mất bét ra, ăn được gì không? Ủa, nó cống vã hết cả cá ra rồi. Nát rũa rồi. Ăn được à? Bỏ đi. Bỏ anh đi. Đắng con cá rừng rũ nguồn. Ui dồi. Yếm chi à? Thế không bị anh còn hơn. Rồi phí là con cá, rõ ngon. Đi, vơi. Rõi lắm rồi đấy. Chờ mai cái món này ăn thì buổi trưa. Rửa đi xong nướng lại. Chèm vào. Em đi về em công ra ăn hơn. Thôi, thế sao đừng có con gì mang về nấu nhé. Cứ rủ em ở rồi. Em đi về em ra cơm ăn.